chúng về. Đêm hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Giờ đây chung đến nay ta không đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Từ lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù thật to dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lại. Từ lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Hãy
sang bên ấy, hoa cau bên này, rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh
ngoại thành xa anh lại về thương. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thành. Em ơi, dù xa cách mặt lòng không phù nào. Và hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tên. Gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dước về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Hôm nay gia đình nhà anh Hòa Khánh và dòng họ chúng tôi đồng ngoại
xong lễ đến để làm thủ tục của các cụ ngày xưa để lại, tức là cái văn hóa của người dân tộc Việt Nam chúng ta. Các cái phần nghi thức thì vừa rồi hai gia đình và hai họ đã làm xong. Thế thì thay mặt cho gia đình ông bà Khánh và dòng họ chúng tôi xin cảm ơn chân thành sự đón tiếp nồng nhiệt của công các bà. Cũng báo cáo với công các bà vì đường xá xa cho nên là các công các bà mà có tuổi thì không thể đi được. Thế thì hôm nay đi ra đây dự lễ đính hôn, tức là cái lễ ăn hỏi đấy của các cháu, thì có tất cả các bác, các chú, các thím, các cậu các mợ của cháu và anh chị em bạn bè của cháu để ra dự đính hôn cho hai cháu. Bây giờ xin mời là các ông, các bà, các bác, anh, các chị uống nước sơ chầu và đính hôn hạnh phúc cho hai cháu. Thì thay mặt cho hỏi cái xin phát biểu ngắn gọn và cảm ơn câu các bạn. Xin hết. Mời công bố tay ạ. Thank you.
cười sao lũy tre. Lũ chim trên cành đang chuyền cây liễu lo, nếm thơm đồng đầy mâm quà ra sen ngát hương. Mỗi mai đi đầu nè ô kìa tân làng đó, đôi má nào hay hay ngân lệ hôm đón dâu. Gái trai trong làng chúc mừng nguyên ương đó em. Rộn ràng đầy rượu mừng trên mâm đầy cao xanh, bên trái là ông Mai đàn trai cười vui rước nhau. Khi kia còn thêm phùng xinh xinh là cô dâu, tân lang ngóng chờ tân nương lén nhìn rước dâu làng tôi. Này dòng xi men mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trong đời. Ngày nào vui đưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể. Được yêu em và được em yêu,
còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Những năm tháng tìm hiểu lâu dài và kỹ lưỡng, đôi bạn trẻ đã bước lên đỉnh cao nhất của tình yêu. Với sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên từ khắp mọi miền quê hương của Tổ quốc cùng trở về chung vui với gia đình ngày hôm nay, chúng ta không quên dành đến những tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và thay mặt ban tổ chức tuyên bố buổi lễ cho dâu cho đôi bạn trẻ chính thức được bắt đầu. Toàn thể quý vị khách quý kính mến, sau trải qua những năm tháng đợi tháng chờ, hai bạn trẻ của chúng ta đã tìm cho mình những trái tim còn lại của chúng ta. Và hai bạn cũng đã trải qua những ngày tháng từ một tình bạn chân lý và rồi nhen nhóm lên một tình yêu. Và để rồi anh về đưa với mẹ cha, mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, em lấy ta. Dạ vâng. Và ngay trước sự chứng kiến của hai họ thì bác tổ chức chấp nhận toàn bộ trên đây. Một bác đại diện cho toàn bộ trên dưới nhá. Trai. Cái gì? Có đôi lời phát biểu chủ động. Chấp nhận kính mời bác. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, bạn bè thân hữu gần xa của hai cháu và hai gia đình. Qua một thời gian dài tìm hiểu của hai cháu và các cháu đã có tiếng nói chung là
đi đến hôn nhân hạnh phúc trăm năm. Hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi đến để làm thủ tục tổ chức khai gia đình, tổ chức hôn lễ cho các cháu. Thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, bạn bè thân hữu gần xa của hai cháu và hai gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân trọng cảm ơn. Dạ vâng, ban tổ chức xin cảm ơn những lời phát biểu thật là vàng ngọc và ý nghĩa của bác. Ban tổ chức xin cảm ơn bác và chúc bác cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Dạ vâng. Và nhà trai cũng có đôi lời phát biểu xin tôi rồi, thì nhà gái ta cũng năm ba câu đỡ lời. Xin trân trọng kính mời một bác đại diện của họ nhà gái cũng có đôi lời xin trao dồi ạ. Xin trân trọng mời bác. Kính thưa các ông, các bà, các cụ và các anh chị em nam nữ thanh niên, hôm nay là ngày thành hôn của hai cháu. Hai cháu tìm hiểu thời gian đã lâu, đã đến nhất trí và xây dựng gia đình với nhau, thì được hai bên bố mẹ và các chính quyền địa phương, xã phường và chứng nhận đăng ký cho hai cháu để xây dựng gia đình trong năm hạnh phúc của các cháu. Thì trong lúc hai cháu đã chính được được sự hai gia đình đã được chọn được ngày lành tháng tốt để xây dựng gia đình trong năm hạnh phúc của các cháu, thì em không biết đây là hết được. Xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà trong hai họ và đời cô bác gì nam nữ thanh niên một dồi dào và hạnh phúc. Xin lỗi các bạn. Thôi, xin cảm ơn hai lời phát biểu của hai vị đại đang trân trọng kính mời các bác. Cưới trong hôm với ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị mến, và tình yêu thì trăm sự chẳng nề, có trăm chỗ lệch vẫn kê cho vừa, rất là xứng lứa vừa đôi, hợp duyên phải phận tơ hồng trời xe. Có câu nói rằng yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng nội ngàn đèo cũng qua, yêu nhau đâu khoảng đường xa, đi bộ không tới thì ta đi bằng tàu. Và ngày hôm nay chú rể Quốc Anh có nói với cô dâu Huyền Trang rằng: Huyền Trang em yêu ơi, bầu trời hôm nay tuy cao thẳm nhưng không rộng, vì tất cả nó sẽ thu hẹp lại để sưởi ấm tình ta. Xa xa trên mảnh đất quê hương ta còn có bao những công trình, những nhà máy, đó là vùng sáng tương lai và rực rỡ muôn màu. Giờ anh đi bên em như tình yêu bao la, anh chúng mình ước hẹn từ đây tình xây hai đứa, tình xây mộng vàng. Ý thưa quý vị mến, đúng là pháo đã nổ, pháo hân hoan trong phòng cưới, pháo chúc mừng cho hạnh phúc đứa đôi, hoa phượng vui hoa lở với lòng người. Căn phòng nhỏ hôm nay đầm ấm quá, pháo nổ giòn trong tiếng hát ngân nga. Về đây sum họp một nhà, chúc mừng hai bạn được đà tơ duyên. Tay mặt vào nhau. Chú rể hãy để đôi bàn tay của mình vào một phần mềm nhất và gợi cảm nhất của cô dâu. Và đất là đặt vào eo cô dâu. Cô dâu và hãy để đôi bàn tay của mình vào một phần khỏe nhất và cứng nhất của chú rể. Đứng là đôi bờ vai sẽ cùng suốt cuộc đời cùng với cô dâu và chú rể đi trên con đường hạnh phúc ngày hôm nay. 2 3. Và những chàng pháo nổ cho cả sân giã để cùng chúc mừng cho dâu chú rể đã trải qua một năm tháng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị mến, chúng là hoa thơm thơm mở vườn ươm, vui mừng đám cưới tưng bừng hôm nay. Thành phố nổi tượng trưng cho bao ngàn cô gái, thì những bông hoa đang buôn lở trên cành. Em yêu ơi, bao điều anh muốn nói, anh nhớ sự gói gọn trong tim, chỉ trao cho em cặp mắt nhìn bằng tình yêu lồng thắm. Mênh mông là biển thẳm, nơi đỉnh là trời cao, quanh năm nắng soi vào, trời tắm mình đong biển. Đôi mắt nhìn âu yếm, nàng ngàn lời thiết tha. Tình yêu của đôi bạn hôm nay chính thức đã đến ngày hạnh phúc. Kính thưa quý vị mến, và tình yêu đã được gói ghém trong bao những ngày tháng đợi chờ ngày hôm nay, thì chính thưa tình yêu của đôi bạn chính thức được mở ra. Vậy trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy bước sang bên phải sân khấu để cùng tay trong tay hãy cắt những chiếc bánh cưới trong ngày vui hạnh phúc, để thưởng thức những hương vị ngọt ngào, và tình yêu sẽ giấu kín được bao năm tháng mà ngày hôm nay chính thức đã mở ra. Vậy cô dâu và chú rể cắt chiếc bánh dưới cùng là bánh đầu tiên, là nền bóng vững chắc của tình yêu. Bật lên đèn với chất mật tình yêu chung thủy. Vâng, quý vị cùng nổ bánh cho thật lớn được không ạ? Vâng, chiếc bánh thứ hai đã mang tên với cô dâu và chú rể ngày hôm nay đã thấy được rằng tình cảm của họ đã ước mơ đã trở thành sự thực ngày hôm nay. Mà tình cảm họ đang tay trong tay cùng cắt chiếc bánh cưới trong thứ ba, ngày vui hạnh phúc. Tượng trưng cho một gia đình, một mái ấm hạnh phúc. Và trong mái ấm gia đình hạnh phúc đó, những đứa con xinh xoay nảy nở. Xin mời quý vị cùng nổ bánh cho thật là chúc mừng. Vậy, quý vị
tươi sáng. Cô dâu và chú rể đã thể hiện những tình cảm của mình sâu sắc. Vậy trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng bước sang bên trái sân khấu. Đúng là tình yêu như dòng suối nhỏ ngọt ngào chảy miên mài chảy mãi không ngừng. Bây giờ chú rể hãy giơ mạnh tay và cùng nhau chung tay chung sức chung lòng rót lên những tâm ly tình yêu ngày hôm nay, biểu hiện cho tình yêu tươi sáng và tình yêu như dòng suối nhỏ chảy miên mài chảy mãi không ngừng. Và ngày hôm nay trải qua bao những ngày tháng tìm hiểu và mong đợi, những mơ thì cũng đã trở thành sự thực, những hương vị ngọt ngào của những bánh gato và những sự màu rực rỡ trong ngày cưới ngày hôm nay qua thể hiện và những bánh và những màu rượu của bánh cưới ngày hôm nay. Và còn lại thì cô dâu và chú rể hãy rót lên than mi. Vâng, thắc y tình yêu đã được cô dâu và chú rể có những đi rượu cưới trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Mừng cho cô dâu và chú rể họ sẽ uống rượu cưới trong ngày vui hôm nay. Hai bạn dù có đắng dù cay, hai bạn cũng sẽ quyết lắm thật tay nhau thật chặt đi đến suốt cuộc đời. Và vâng, kính thưa quý vị khách quý kính mến, đã trải qua những nghi thức thật tuyệt vời, những giây phút hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, và hai bạn là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trong ngày hôm nay. Xin trọng kính mời quý vị cùng nổ bật trận hóa này thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị mến, các vị chúng ta đã chứng kiến được những hình ảnh đẹp nhất của cô dâu và chú rể rót bánh và cắt rượu cưới, cũng như là trao nhẫn cưới. Họ đã trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất để cùng thể hiện những tình yêu của mình và chứng kiến. Các vị đã có mặt trong hội trường cưới ngày hôm nay, một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị thân mến, ngày vui hạnh phúc của cô dâu của chú rể ngày hôm nay không thể quên được những người cha người mẹ đã sinh ra nuôi dưỡng bao năm tháng mong đợi. Ngày hôm nay mong trông con đến ngày hóa rước, mong trong ngày đến mong ước đợi chờ. Và ngày hôm nay thì kính thưa quý vị thân mến, có câu nói rằng phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi nhưng anh phải ơn mẹ suốt đời chưa xong. Ngày xưa thì má mẹ cũng hồng, thương em mẹ thức lo từng cơn đau. Và giờ đây tóc điểm hoa dâu để cho mái tóc trên đầu em xanh. Và chắc chiu từ những ngày xưa mẹ sinh em đẻ bây giờ cho anh. Vậy giờ phút long trọng này tôi xin trọng kính mời cha mẹ của cô dâu với xe gấu và có món quà để trao cho hai con trong ngày vui hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay con đã trưởng thành rồi đây, cha mẹ cũng có món quà chúc mừng hạnh phúc muôn đời hai con. Một tình cảm sâu sắc của cha mẹ đã mong nuôi con bao năm tháng nuôi dưỡng sinh thành và mong cho con đến ngày hẹn ước, và ước mơ cũng đã trở thành sự thực. Lòng nghẹn ngào và đôi bàn tay run run để trao cho con một quà kỷ vật để chúc cho con trăm năm hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, đẹp lòng hai mẹ, dạ, đẹp lòng cha. Và tình cảm họ đã trao cho nhau trong ngày vừa hôm nay, chứ khi mẹ đã trao cho con món quà thì có ý nghĩa. Mẹ đâu phải của riêng em, mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi. Mẹ nuôi em khôn khổ lắm anh ơi, mẹ nuôi em khôn lớn để rồi tặng anh. Dạ vâng, trong ngày hạnh phúc hôm nay, tình cảm thiêng liêng ấy chúng con xin tất cả ghi tắc son một lòng. Đồng ý chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đó. Vì chúng ta đã chứng kiến được hình ảnh mà cô dâu và chú rể đón nhận món quà rất có ý nghĩa của cha mẹ đã trao cho con và chúc cho con trăm năm hạnh phúc. Xong những người bác và người dì, người cha, người chú cũng không thể thành những thiếu những tình cảm để mà chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Một món quà của người bác đang hiện tại là đang làm ăn ở bên nước ngoài, không về được, nhưng với tình cảm bác vẫn luôn luôn chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc và dành dùng những tình cảm của mình để trao cho cháu một món quà rất là có ý nghĩa sâu sắc, để món quà này được ủy quyền cho mẹ cô dâu trao cho hai con. Xin trân trọng kính mời.
Và món quà của bác là trao cho hai cháu, chúc cho hai cháu cảm ơn tới bác và cùng toàn thể gia đình bác, là chúc cho gia đình bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị mến, và trân trọng một món quà của dì cô dâu cũng món quà để trao cho hai cháu trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, xin trân trọng kính mời. Vâng, món quà rất ý nghĩa của đại dì cũng như mẹ trao cho con trong ngày vui ngày hôm nay là một niềm vui hạnh phúc của đại gia đình. Vậy cũng thay mặt cho cháu để chúc cho dì và cùng toàn thể đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Ước mơ của cháu cũng sẽ cùng các dì và các chú cùng đại gia đình cùng bước trên con đường hạnh phúc tương lai tươi sáng. Kính thưa quý vị thân mến, và không thể nói gì hơn nữa, một sự đại gia đình đã có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Lời cảm ơn chân thành xuất sắc của cha mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể. Xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô bác, các anh, các chị cùng toàn thể các vị chúng ta, nhất là phái đoàn ở nhà trai đến từ thủ đô Hà Nội cũng đã trở về đến ngày hôm nay cùng chung vui và dự buổi lễ vu quy cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời mẹ của cô dâu và chú rể cũng như là mời dì cũng trở lại bàn nước bàn trà, và cũng trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy đi mời nước để tỏ lòng cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị được mang tên trên công trường rộn tiếng ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.